Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Wear Anime. Nếu phải kể đến một bộ truyện tranh mà các cậu yêu thích nhất, đa số ai trong chúng ta cũng sẽ nhắc ngay đến bộ truyện Doraemon. Doraemon là bộ series truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản đã làm mưa làm gió trong suốt mấy thập kỷ qua. Hình ảnh chú mèo máy đáng yêu cùng với những người bạn đã trở thành một phần tuổi thơ của người Việt Nam nói riêng và các quốc gia khác nói chung. Hãy cùng Way to Wear bắt đầu series này với video đầu tiên, danh sách 10 bảo bối thời gian của Doraemon nhé. Let's go! Nhắc đến Doraemon, không thể không nhắc đến những bảo bối thần kỳ của cậu. Chúng được phát minh ở thế giới tương lai và được cất gọn trong chiếc túi không gian 3 chiều của Doraemon. Tính đến thời điểm này, đã có gần 5.000 bảo bối khác nhau với nhiều công dụng vô cùng thú vị. Trong số những bảo bối này, có những bảo bối thuộc loại bảo bối thời gian. Đó là những bảo bối có khả năng giúp người sử dụng di chuyển, tác động đến hoặc làm thay đổi thời gian ở một thời điểm bất kỳ, trong quá khứ, ở hiện tại và cả tương lai. Sau đây sẽ là danh sách 10 bảo bối thời gian của Doraemon. Nói đến bảo bối thời gian của Doraemon, vị trí số 1 chắc chắn thuộc về cỗ máy thời gian. Đây là một trong những bảo bối được Doraemon sử dụng nhiều nhất, cho phép người dùng di chuyển trong không gian, thời gian, miễn là xác định được điểm đến. Khi đến nơi, nó sẽ tạo ra một lối thoát tại một điểm xác định để người sử dụng có thể ra ngoài. Khi di chuyển giữa các thời điểm, bảo bối này luôn để lại những tín hiệu nhất định. Nhờ vậy, Doraemon có thể tìm ra nó khi bị thất lạc. Cỗ máy thời gian của Doraemon được cất giữ trong ngăn bàn của Nobita. Nhìn bên ngoài, cỗ máy này trông rất đơn giản, tựa như một miếng phẳng hình chữ nhật có gắn cần điều khiển. Trên đầu cần là một cái đồng hồ có 5 cây kim dùng để định vị thời gian. Dorami cũng sở hữu một cái máy tương tự có dạng hoa tulip, mở đường cho việc ra đời nhiều mẫu máy thời gian hơn trong tương lai. Máy thời gian của Doraemon không còn mới và thỉnh thoảng lại hỏng hóc, gây rắc rối cho Nobita và bạn bè, nhưng cũng sẽ thường là xuất phát điểm cho các cuộc phiêu lưu của họ. Thắt lưng thời gian là bảo bối thường được xuất hiện nhằm thay thế cho cỗ máy thời gian khi bị mất hoặc hỏng hóc. Giống như cỗ máy thời gian, bảo bối này cho phép người dùng di chuyển trong không gian, thời gian nhưng không thể dịch chuyển được địa điểm như cỗ máy thời gian. Vì thế, trước khi sử dụng, phải xác định chính xác vị trí, địa điểm nơi đến, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Trong tập phim Viễn cổ phiêu lưu ký, Doraemon và Nobita đã sử dụng thắt lưng thời gian để trở về hiện tại và rơi vào hồ cá nhà Suneo. Trong tập phim điện ảnh Nobita và chuyến thám hiểm Nam Cực Kachikochi, Doraemon và các bạn cũng đã sử dụng bảo bối này để quay về 100.000 năm trước nhằm mục đích tìm ra chủ nhân của chiếc vòng bí ẩn. Mang hình dạng của một chiếc khăn với hoa văn đồng hồ, khăn trùm thời gian có khả năng làm thời gian tiến lên hoặc quay lùi lại phụ thuộc vào hai mặt có màu sắc khác nhau của nó khi bọc đồ vật. Khi một vật được quấn bằng khăn trùm thời gian với mặt ngoài của nó, thời gian bên trong khăn sẽ quay ngược trở lại làm cho vật đó trở về thời gian trước trong tình trạng mới hơn. Còn khi được quấn bởi mặt kia, thời gian sẽ tiến về phía trước làm cho vật đó cũ đi. Ngoài làm cho đồ vật mới hay cũ đi, bảo bối này còn được dùng để biến đồ vật thành vật liệu tạo ra nó, sửa máy móc hỏng hóc, làm người trở nên già đi hay trẻ lại và khôi phục những hóa thạch hàng triệu năm tuổi. Trong tập phim điện ảnh Chú khủng long của Nobita, cậu đã dùng bảo bối này để phục hồi một quả trứng khủng long hóa thạch mà cậu vô tình đào được. Vì là một chiếc khăn rất nhẹ nên nếu không giữ cẩn thận sẽ rất dễ bị gió thổi bay. Đồng thời, cách sử dụng bảo bối này khá rắc rối trong việc tính thời gian chùm tương ứng với thời gian muốn lùi lại hay tiến lên. Chẳng hạn, trong trường hợp của Suneo, vì chùm chiếc khăn quá lâu mà chiếc ví bằng da cá sấu của mẹ cậu đã trở lại thành một con cá sấu, khiến hai mẹ con vô cùng hoảng sợ. Ngoài ra, khi giặt bảo bối này cũng sẽ rất khó khăn vì nó sẽ làm cho mặt nước xà phòng trở về trạng thái lúc chưa cho bột xà phòng vào. Hoặc nếu phơi nó không cẩn thận thì sẽ khiến cây sáo phơi càng cũ hơn. Vòng thời gian là một cỗ máy có thể nhìn thấy những vùng không gian và thời gian khác nhau bằng cách điều chỉnh các nút trên cỗ máy về thời gian, địa điểm. Người sử dụng có thể thấy một vùng trong khu vực không gian thời gian đã chọn. Bảo bối này còn đi kèm trang bị gậy bắt dính có thể kéo dài hay thu ngắn lại. Vòng thời gian và gậy bắt dính là bộ thiết bị dùng để lấy lại những gì đã mất trong quá khứ bằng cách điều chỉnh mốc thời gian để hình ảnh được hiện lên trong vòng. Người dùng sử dụng gậy để lấy những gì mình muốn ra khỏi thời điểm đó. Nhưng nếu vật quá to hoặc có sự giằng co giữa không gian này với không gian khác, máy sẽ hỏng hoặc sẽ đưa người sử dụng đến một không gian thời gian hoàn toàn khác. Bảo bối này đã từng xuất hiện trong tập phim điện ảnh Nobita và truyền thuyết vua mặt trời và tập phim Nobita và hòn đảo kỳ tích. Khi Nobita muốn bắt một con bọ cánh cứng thật to để làm thú cưng, nhưng không may lại vô tình bắt phải một con khổng điểu thời cổ đại. Đồng hồ ngưng động thời gian là một bảo bối có hình dạng như một chiếc đồng hồ bấm giờ. Chỉ cần ấn nút thì dòng chảy thời gian sẽ dừng lại và cả thế giới sẽ đứng yên cho đến khi ấn nút một lần nữa. Trong tập phim Thời gian ơi chuyển động nào, Nobita đã sử dụng nó để nghịch đến mức làm cho nó bị hỏng, khiến cả thế giới mãi mãi dừng lại. Cuối cùng, Nobita phải quay về quá khứ để cầu cứu Doraemon.
Ngoài ra, trong tập phim điện ảnh Nobita và người khổng lồ xanh, bảo bối này đã vô tình rơi ra khi Nobita và các bạn bị hút vào một đĩa bay làm cho thời gian tạm thời dừng lại. Nhờ đó mà cả trái đất đã được bảo vệ khỏi sự tấn công của Vương quốc xanh. Mang hình dạng một chiếc TV màn hình phẳng, bảo bối này có thể hiển thị những việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong tập phim Tổ tiên cố lên, Doraemon và Nobita đã sử dụng bảo bối này để xem chuyện gì đã xảy ra trong khi họ đã giúp tổ tiên của Nobita là Nobi Nobisaku lập công trạng. Nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, thì ra ông vẫn chỉ tiếp tục công việc thợ săn nhờ sự hỗ trợ của những món bảo bối mà Doraemon đã đưa cho. Trong tập phim Đoạt lại Shizuka, Nobita đã vô cùng hốt hoảng sau khi nhìn qua TV thời gian, thấy tương lai đã thay đổi. Shizuka kết hôn với Dekisugi và sinh ra một đứa con tài giỏi tên Hideyo. Tuy nhiên, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thì ra, Hideyo chỉ được Dekisugi gửi gia đình Nobita Shizuka 25 năm sau trong lúc đi công tác. Được thiết kế vô cùng đơn giản, trông giống như một miếng dán hình. Chỉ cần dán lên người, thời gian của người sử dụng sẽ nhanh gấp 3 lần so với người bình thường. Có nghĩa là thời gian trong thế giới thực vẫn không thay đổi, chỉ có thời gian của người dán bảo bối này trở nên nhanh hơn mà thôi. Khi đó, người sử dụng sẽ thấy mọi thứ diễn ra rất chậm và chỉ cần tháo nó ra, mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Trong tập phim 3 ngày dài của năm mới, vì không muốn kỳ nghỉ Tết kết thúc, Nobita đã sử dụng bảo bối này để có thêm thời gian vui chơi và nghỉ ngơi. Nhưng trái với mong đợi, vì đối với cậu, mọi thứ trôi qua thật chậm. Dù cậu đã đi chơi rất lâu, nhưng vẫn chưa đến giờ ăn tối, khiến cậu đói lả người. Chưa kể, trong lúc ăn bánh gạo, cậu đã phát hiện mình bị sâu răng và phải đến nhà sĩ chữa trị. Tuy thời gian thực chỉ có 10 phút, nhưng đối với cậu là phải chịu đựng 30 phút. Điều đó quả thực rất kinh khủng đối với một người nhát gan như Nobita đúng không nào? Cậu còn phải chịu sự tra tấn bởi buổi hòa nhạc của Giant. Thực tế chỉ có 30 phút, nhưng với Nobita là 90 phút. Khỏi phải nói, chắc các cậu cũng biết kết cục như thế nào rồi. Ngoài đồng hồ gấp 3 lần thời gian thì còn nhiều loại khác tương tự nhưng có thể làm thời gian trôi nhanh hơn. Có công dụng tương tự như đồng hồ ngưng động thời gian. Khi bị máy ảnh này chụp trúng, đối tượng sẽ trở nên bất động ngay lập tức và chỉ cần chụp thêm một lần nữa, đối tượng sẽ có thể chuyển động trở lại. Trong tập phim cùng tên, để ngăn buổi biểu diễn ca nhạc của Giant lại, Doraemon và Nobita đã dùng máy ảnh ngưng động thời gian để làm Giant bất động giải cứu mọi người. Nhưng lúc đi hóa giải cho Giant thì vô tình hai cậu đã bị máy ảnh chụp lại làm cho bất động. Và kết quả là hai cậu đã bị Giant xử đẹp. Có chức năng giống như đầu tua băng video, nhưng vòng quay thời gian không dùng để quay băng mà dùng để quay thời gian. Cứ mỗi vòng quay, thời gian sẽ trôi qua 1 phút. Một điều cần lưu ý là bảo bối này không thể quay lùi được. Vì vậy, phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi sử dụng. Trong tập phim Kế hoạch ngày sinh nhật, Doraemon đã cho Nobita mượn vòng quay thời gian để tua thời gian qua nhanh để gặp Shizuka. Sau đó, cậu trở về nhà, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu và món quà ba tặng là sách. Nobita tua thời gian đến sinh nhật năm sau, nhưng quà vẫn là sách. Và cậu đã tua quá tay đến thời điểm đang là ba của Nobisuke. Cậu muốn quay trở lại như cũ, nhưng không thể tua ngược lại thời gian. Sau đó, một cuốn sách vô tình rơi trúng vòng quay thời gian và đưa cậu trở về thời điểm sau khi cậu bị Giant đánh. Súng di chuyển thời gian có tác dụng đưa những đồ vật đến tương lai bằng cách điều chỉnh nút từ 3 giây đến 30 phút, 3 ngày. Bảo bối này cũng có thể tác động lên vật thể sống. Và bản thân người bị bắn sẽ không nhớ gì hết trong khoảng thời gian bị tác động. Trong tập phim cùng tên, Nobita đã mượn bảo bối này của Doraemon đem đi chơi. Cậu đã dùng cây súng đi quậy phá khắp nơi, làm Doraemon phải đi tìm đòi lấy lại bảo bối. Trong lúc giằng co khẩu súng với Doraemon, Nobita đã vô tình bắn súng vào bàn thức ăn, khiến cả nhà phải ngồi đợi 3 giờ sau mới được ăn tối. Và đó là danh sách 10 bảo bối thời gian của Doraemon. Ngoài những bảo bối trên, còn rất rất nhiều bảo bối khác cũng có khả năng tác động đến dòng thời gian. Và trong tương lai, nhiều bảo bối có chức năng tương tự cũng sẽ được ra mắt. Nếu các cậu biết thêm bất kỳ bảo bối gì, hãy giúp chúng tôi bổ sung vào danh sách này bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video lần sau. Winter Wear out.